lọng lẹo xen rồng nhà lơ. Pipi non ơi. Chào cái bì nọ nơ. Leo sen dùng leo phải hó mà lần thầy á. Lần thầy ban lộc phù hộ, ban lộc cửa. Mi còng cái con pet cái kinh nè. Đẹp thế em. Vâng, cảm ơn chị. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhá. Nó chào mẹ chưa? Chào thầy chưa con? Không biết bấm chào thầy nữa à? Trai cắm hoa cho nhà thầy này. Đấy. Cái nó bọc hoa này có rút ra đâu này. Làm sao hoa nở được con? Ôi trời ơi. Ăn nào mình bảo quay lại mấy bông hoa này sao nó không nở. Ôi trời ơi nó. Có rút cái lưới này ra đâu trời ơi. Duy ơi là Duy. Nọp nè. Vâng, em chào chị Hằng Long. Cắm hoa cho nhà thầy không thể nở được. Oh.
Bông Linh à? Còn ở Hà Nội không? Này thầy không dẫn đường, chả biết quang đồng quang sử nữa. Ừ, đấy. Thế mà nó bảo nó không biết chữ. Nó không biết chữ mà nó biết viết là con chào mẹ. Đấy. Nó chỉ nói dối thôi. Về trên thiên đình hết là sao? Chẳng có ai dẫn đường này chứ. Không biết kính nha, không biết làm gì, không biết quan đồng quan tử nữa. Thầy ơi nó khéo phết lăng văn ba xa lăng văn con trời hết ao ná tờ phết thầy đây ta ba hát mộc vàng bình hôn mộc lốn chỉnh pin tay trời ơi ta tự tự ta trời ơi và nãy đây nhìn cái tiếng tình lô kiểu vọng vang đây nhìn cái tiếng đàn quảng nam vang vọng gần từng trời à. Con dùng nắng cây tổ con phạt ta cành cơ đổi bên trăng lờ lông tu thể mà ai chẳng mà lúc ngày vàng lão ngơi nàng kinh năm hôn dung kinh sao hôn này nàng mê quên xếp quy tủ đang mi can xếp càng ngô thở lộ kéo đây lông dương hai con năm đầy quài rằng kinh ngô cha ngơ lộ kéo ta trên pin thao mèo ta kéo pin ta dịp bạc lộ kiệu mì khang khang con nàng mì phê bạc lô kia bác thêm dâng cái mưa lên mang lúc nam chàng mỹ dưỡng đang ở lô kia rừng nở cùng bình tăng nắng hạ cùng bình thay trả ấy vạn xưa thương lô kia chính đốt lốc bên cự nà nương pha xa con đồng bên cường nam mày hơn lô kia bên thay bày bản kiểu dân bày mường kiểu rơi ô văn này a à, lô kia nằm du bác than mà than nằm du nà bác ban mà phan lô chào ơi văn này dù kia dù tu thể buồn tân à văn này con nằm dù trần gian buồn ba trời ơi à. Hay là phi đi khỏi sân hay là phi đâm mỏng khỏi cha cha ơi nhưng khen tự lùng ra nhưng phả mưa lùng hung vốt ve chế chờ lục kiều dù tu thế đầy ăn dù trần gian đầy hào kẻ phi đi ốc tống biển ba te phi đâm mỏng ốc tùng na biển bo na hư phi đi khỏi sân na hư phi đâm mỏng khỏi chốt nhà ơi con yêu nhất dạ nhì vâng nhất vâng vâng nhì già đô kêu nhất dạ tấu qua con nam nhật vâng tấu thân đô kêu so quýt nề dù bán sơn lân cha con nam sao càng dù bán thẳng ngã nhà thầy thầy ơi á mi quyết văn quyết khẩu ông tinh tháo bừng ta tinh ta vương thải ơi văn quyết khẩu mạc thao đô kêu thả thiên phiên tam hèo thả thiên phiên tam diệu và con nam mi giả thẳng con nam mi phép ở lô kia diễn nào cùng phiền tăng năng ngao cùng phiền tay trái lô kia mỹ kim quyết đem thành mỹ kim càng đem ra cô văn văn cai mạ đầy linh cai bình đầy a cai mạ thông minh cai màn tổng sang lô kia nào đốt thơ văn ba con nằm nào pha cường văn con khốn khéo chứa mi phương hoàn chữa co cha ơi còn khéo nhờ thấy ban con ngoan nhờ thấy dậy cha ơi á à, lung tu thệ mà thoan lung à trần gian ma dậy lô kiều áo tiếng tinh thần tham con nam áo tiếng đàn khẩn vọng cha ơi thương lô kiều con nam chàng đỡ lung tu thế mà ai chẳng mà lung trần gian não ngư năng kinh nạp hồn dung kim sao hồn nhỉ ô cha ơi hồn nhỉ bao an lung dùng bao dao ô bao dao hở lục nam lung tu thể đấy vui tâm trần gian vui vẻ
chào Hoàng Dung nhé. Chơi tép pi đếp ốc tầng biển ba, tép pi đâm mầm ốc tùng là biển bó. Sai ơ mơ ca quân quên mình gì nhà quan mình loạn là nhà tướng người. Thủ công mời năng tình tú bạc quan tình nửa quan lục bốc tấu tiền cương quản đó lúc cương tư là tiền tam tẹp pi đếp óc tùng biên ba tẹp pi đâm hầm óc tùng là biển bó cơ tu đơn đâu ở đây mình bệt từ cha xe đâu ở đây mình yên tu đơn ở đây khang thái ơi. Lông trần gian bao ảo vào giáo hư lục lan no nở lành quan lục lan lánh ngò thế thiếp chất bi ban mình bình khen nền sang văn phèn đầy mẹ ô bi bố mẹ đầy sang lung trời bao mình dù tù tế đầy an dù chân gian đầy ảo văn bay tùng bộ chip ma bay nam mô đây chip đại tu tề đây tông minh chân giản côn theo côn khéo đầy hơn bạn côn ngoan nữa người văn độc ma du tu tề tông sang côn ngoan lịch sử tu thi nên thầy đây mỹ danh lên thầy quan đây đã đặt ra tiếng người nên quan thầy đây là đặt ra tiền mọi phương đặt đà mường mỗi xứ rồi chào phung phung bữa rồi cảm ơn nhá. Cảm ơn em nhé. Chào Đỗ Hồng. Chào Mã Thị Nền. Chào Mã Thị Nền yêu thương. Chị ơi, hôm nay em vừa chửi một cái đứa ở trên đồng mỏ. Lúc trước nó về làm lễ trước chị hay sao? Về làm lễ được lễ rồi nha. Lúc trước là hai vợ chồng lúc nào cũng chửi nhau, lúc nào cũng khục khoạc nhau. Sau khi làm lễ xong rồi hai vợ chồng được hòa thuận, được êm ấm. Xong về phòng đi công ty á, bọn dân tộc ấy. Đấy, mình cũng là dân tộc. Nhưng mà bây giờ mình là dân tộc rồi. Đấy, mình không phải tộc nữa. Vâng, em chào chị xinh đẹp, ít lành. À, về dưới đấy chúng nó cứ bảo là đi đến đền phủ, đi đến đền điện là lâu ngày sau này là sau này nhá, về già là bị điên. Thế là em mới chửi cho em bảo tổ cha nhà chúng nó, tổ sư chúng mày, nó đào hết cả mà bố chúng mày lên, cả mà cha mà mẹ chúng mày lên, cả mà cụ mà kỵ chúng mày lên, chúng mày ăn nói bố láo mất dạy. Cửa Phật, cửa Thánh, cửa đền, cửa điện để cứu người khổ, độ người mê, cứu người điên dở. Bao nhiêu người điên dở đến đây tao kêu cầu cho Phật Thánh đã cứu độ chúng sinh rồi. Đấy, cứu cho bao nhiêu người dở được khỏi rồi. Thế mà bây giờ chúng nó ăn nói bố láo mất dạy. Và đứa nào nói là, đứa nào nói mày khai tên ra đây. Mày cho địa chửi cho tao. Tao cho nó đêm nay điên ngay lập tức. Chúng mày thích điên không? Em chửi cho một trận. Thế nó bảo là đấy thế về phòng chúng nó nói như thế là con sợ. Bà thế tao hỏi mày, mày đến nhà cửa thánh nhà tao từ lúc vợ chồng mày không được hòa thuận đến lúc vợ chồng mày được hòa thuận làm ăn yên ổn, mày mất 5 triệu
Mày tìm từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều mày điện cho tao. Tao đi lễ. Tao đi lễ ở đền Quan Ngũ Tuần Tranh, hôm đấy đang đi lễ để ở đền Quan Ngũ Tuần Tranh ấy, mới vào mới kêu. Mới xin ông thương nó, ông độ cho nó để nó cho nó tìm lấy tiền. Thế là một tiếng sau bắt đầu nó điện quay lại, nó bảo nó tìm thấy tiền rồi mà nó tìm đúng chỗ cũ. Đấy. Thế thấy 5 triệu đấy, bảo thôi à, mình ăn thì cũng hết con ạ. À. Thì bớt ra 300 nghìn để lấy tiền để công đức nhà đền Quan Ngũ Tuần Tranh ở trên sông Kỳ Cùng ấy, trên Lạng Sơn ấy. Sáng hôm sau nó bắn cho mình được đúng 100 nghìn. Ui tức không thể tả được. Thế là từ hôm đấy là nó nghe cái bọn kia là nó cắt liên lạc với mình. Đấy, nó nói dối mình là bảo là mất máy này nọ, nhiều lý do lắm. Ô thế là hôm nay lại kêu cầu lại cô ơi, lại cô ơi, con thế này con thế kia, chó mày chết, bây giờ mày không kêu được nữa đâu. Mày bố láo bố tuyết, mày ăn cháo đãi bát, các quan phù hộ cho mày như thế. Cái tội em mê gái á, cắt chim là hết mê. Bây giờ mình mê gái mình phải biết đường nào tốt đường nào xấu chứ. Như cái thằng ở cầu 10 hôm nọ, cái thằng shipper ấy, ồ cũng có vợ rồi xong lại cũng lại cứ tòm tem, bảo thế bây giờ mày định tính nào, mày định tính bỏ vợ mày ra tòa với vợ mày, hay mày định lấy cả? Nó bảo không bỏ vợ nào mà chỉ lấy thêm. Thế cũng lao rồi mà. Thế thì mày giỏi, làm lễ cũng không làm mà không tín đâu. Cái tôi mê gái là phải cắt chim em ạ. Đang thiếu tiền lắp chất, đang tăng thiếu tiền tiêu, đang kêu thầy phù hộ cho để mai làm nào tương lấy một con đẻ để có tiền tiêu này, lắp chất này. Nói đùa đấy nhá, không thần thánh nào phù hộ cho đánh đẻ đánh lô đánh cờ bạc đâu, nói đùa thôi. Trần gian đầy mát bệnh đầy
đầy tiêu tan, trăm ngàn bệnh trần gian đầy tiêu tan. Mày chết chưa? Đấy, tìm được 5 triệu, cho tìm được 5 triệu bảo công đức 300 nghìn về cửa thánh. Không công đức. Xong bây giờ tiền mất. Đấy là lại kêu. Cắt bướm. Tội theo gái thì cắt chim, còn tội theo trai thì phải cắt bướm nhá. Chân giàn đầy háo, sơ tơ thể bách bệnh tiêu tan, trăm ngàn bệnh trần gian đầy tiêu tan. Người sơ tơ thể hồn dũng trần gian nôn nhỉ. Cái tội theo trai mẹ, tội theo gái cứ bắt được là cứ cắt bướm mẹ, cắt hết đầu vú đi, cắt hết cụm chỉ cụm hạt rồi vòi giống đi. Để cho nó đỡ làm ô nhục xã hội. Chào em nhá. Lộc ở đâu? Đang đói sắp chết, đang xin thầy phù hộ cho để có Lộc, có Tài, có Ngân Xuyến này. Đấy đâu Lộc? Đói gì gần. Hết tiền tiêu rồi. Anh em to đi.
cài bao thừng mũ vai tơ làng khâu nằm tìm cay sen sai mà tìm thầy phát trực tiếp xong bắt đầu là gọi messenger mấy thằng này á chắc là muốn chết rồi. Chết là gì đâu. Để tí nữa xuống like đã phải chặn hết mấy cái nick này vào. Thầy đang phát trực tiếp là bắt đầu nó lại bấm nó gọi. Nhà thầy ở xa lắm em ạ. Vì điểm nhà thầy ở xa lắm. Đấy lại kể chuyện bảo là mấy cái đứa dân tộc ở trên đồng mỏ nó bảo là đi đền đi chùa nhiều là điên đấy. Thế là mới chửi cả mã tổ nhà nó lên, cả sư cụ sư ông nhà nó lên. Đi đền đi chùa người ta điên hết đấy. Bà thích cái đền cái chùa kia, ngày ngày người ta có đền, có người đến lễ, ngày ngày hàng mấy trăm người người ta đến lễ, chắc là những người kia người ta đi đền đi chùa về người ta điên hết. Mấy cái con ngu này chả biết gì cứ nói liên thiên. Cả mình bảo á, nếu mà nó bảo như thế là chính nó điên đấy, chính nó bị làm bị điên trước ấy. Người ta chỗ Phật Thánh người ta cứu người khổ độ mê đấy, bao nhiêu người đến đấy. Thằng Hiếu bên Đồng Cẩy kia nó điên hàng bao nhiêu tháng, đêm nó đi cả đêm ngủ, có biết cái giấc ngủ là cái thế nào đâu. Má câm hàng mấy tháng rồi không nói được, sang đây đền đến điện đây tụng kinh cho đúng hôm thứ ba là bắt đầu mở mồm ra nói chuyện. Sư ấy đấy, Duy đây khác gì tháng trước còn 3-4 người phải khênh lên xe đấy. Nó cứ thấy nói thầy nói chuyện là bắt đầu nó lấy số luôn, nó gọi. Mình điên cả tiết, chửi cho một trận. Bảo hết sao bao nhiêu người không đi đến đền đến chùa đấy,
ở nhà cũng có bao giờ biết đến đền phủ bao giờ đâu, nhưng mà ở nhà vẫn cứ điên đây. Còn điên nặng ấy. Đến đền đến phủ người ta là tụng kinh, người ta niệm Phật cho mới khỏi ấy. Đấy, ở dưới dân xuôi kìa, người ta đi đền đi chùa kìa, người ta chắc điên hết. Kể cả hôm nọ mình lên đền chầu, lên đền chầu Lục cũng thế, có mấy bà ở bên chầu Lục mà. Còn đây dân tộc không tin đình chùa đâu, không tin đình chùa, ngày ngày lấy cái lọc ở đền ở chùa về hốc vào cái mồm đi, nói như thế, mở mồm ra nói như thế, quét mồm sau những chầu mà linh thiêng xuống rách cái mồm mà. Cả mình không phải nhiều người không hiểu gì về đền về chùa cả, cứ bảo là đi đền đi chùa nhiều là điên là dở. Đầy người không đi đền đi chùa mấy chục năm em vẫn điên này, còn không có cách để mà cứu ấy. Bao nhiêu thầy, bao nhiêu pháp sư đấy, cái thằng ở trên Yên Trạch đấy chết lâm sàng 2 ngày 2 đêm không biết một cái gì, thế mà nhà thầy ở đây khất ở bên tứ phủ đúng một tiếng sau là tỉnh. Mà trong khi đó nhá, nhà nó lấy một ông thầy một bà then làm ở trong nhà ấy, nhưng mà con người ta vẫn còn dậy chết. Này thầy, thầy cúng này, thầy dân tộc này, thầy mo này, cả mình chia sẻ với mọi người, không phải là đi đền đi chùa mà sợ bị điên đâu, mà là do cái tâm mình ấy. Bây giờ mình làm ác, mình sống không có đạo đức, sống không có nề nếp, không có trên có dưới, lúc nào mình chỉ muốn đi gây nghiệp thôi, thì cái nghiệp nó chả đến đấy. Nhiều thằng á, nó hổ báo lắm chứ, nó nghênh ngang lắm chứ, nói một cái nó muốn giết, nó muốn ăn thịt người ta, nó muốn băm, nó muốn chém người ta ngay ấy. Ừ, chả thấy còn gì nữa, do cái tâm của từng người. Bây giờ mình tu được cái phúc tốt đấy, nhiều người người ta lên mạng, người ta là nào thì dạy bốc bát hương, nào thì dạy thờ những cái quả, quả gì không được thờ, nào thì quả dứa có mắt gai không được thờ này, rồi là quả sầu riêng cũng nhiều gai lắm cũng không được thờ này. Thế mà nó còn mổ ra nó ăn, nó còn bổ ra nó ăn. Thế mình ăn được, chắc các cụ nhà mình không ăn được. Người ta, cái người người ta mới chết ý, người ta còn phải đi niệm Phật để cầu siêu,
để cho cái linh hồn ấy được siêu thoát đấy, không không bị quỷ nó bám theo nữa. Vì Phật xuống độ nhân sinh, xuống độ các chúng sinh thì nó không bị quỷ theo, không bị tà nó ám. Đấy, tại sao nhé, những người như cái đứa cháu nhà mình năm năm ngoái nó gần chết, nó cứ toàn nhìn thấy người nọ, nó cứ toàn bảo là nhìn thấy người kia, xong rồi bắt đầu nhìn thấy ông đầu trâu mặt ngựa nào thì nhìn thấy là như là có sừng ấy. Cái gì đâu, cái nghiệp nhà nó nặng, nhà nó ông cha thì tranh đất tranh đai nhau, suốt ngày chửi rủa nhau, đánh nhau, rồi là trong dòng họ nhà nó có người đi giết người, nghiệp nhà nó nặng. Xong nó gần chết thì bắt đầu những các cái vong quỷ, vong tà, với các cái vong mà người ta bị chết oan chết uổng kìa, người ta về người ta lôi thì chả nhìn thấy. Nếu mà những nhà đấy nhá khôn ra ấy, biết đi niệm Phật, biết đi lấy thầy về cúng, lấy thầy thầy pháp ấy, lấy thầy bên sư kìa về niệm Phật là nó khác hết. Gõ mõ tụng kinh trong vòng một tuần hoặc là trong vòng 3 ngày thì là cái người đấy nó sẽ không nhìn thấy nữa. Đấy, tại sao những các bà cụ ấy cứ lúc sắp chết thì cứ bảo mà nhìn thấy bố mày về đón này, nhìn thấy ông nọ này, bà kia này, rồi là nhìn thấy các cái con quỷ, con vật ấy. Đấy là các quỷ ta. Cái hồn vía mình yếu rồi, mình sắp chết rồi thì chả nhìn thấy. Để chết xuống thì đi cùng nó còn gì nữa, nó mới lôi đi làm quỷ dạ xoa. Xong về mới bắt con cháu, làm hại con cháu. Thì phải đi niệm Phật tụng kinh, người nhà mình ý phải đi niệm Phật tụng kinh cho cái bản thân cái người đang ốm này này, là cái người đấy nó mới bị, nó mới hết, nó mới không nhìn thấy những cái quỷ như kia nữa, thì hồn vía nó không sợ nữa, thì ít nữa hồn ít nữa nó chết đi, ít nữa bà ấy chết thì hồn vía nó sẽ không siêu lạc nữa, không siêu qua đằng nọ qua đằng kia nữa, thì cái nhà mới được yên ổn. Không hề á, cứ nhìn thấy như thế xong là đến lúc chết xuống mà con cháu cứ lục đục, cứ hết chuyện nọ đến chuyện kia, nào thì đi xe ngã, máy ngã xe cụt cả chân, nào thì đứa thì chết chết đường chết chợ, đứa thì tự tử, đứa thì lấy vợ bỏ chồng, nhà nó cứ lục đục, làm ăn nó không nên. Xong rồi đi xem thì lại bảo đi xem bói thì các bà then thì nó chả bảo là quỷ nó ám theo, bây giờ là phải chuộc vong để cấm cách vong tà, mà cũng đúng, như thế cũng đúng. Nhưng mà chuộc về thì được mấy ngày, chuộc về chỉ được độ năm ha, xong là vài tháng thôi là được yên ổn, xong là lại tiếp tục lại bị như thế, thì phải là đi cầu Phật để cứu, đi niệm Phật để cái hồn kia được Phật độ, Phật cứu thì mới được siêu thoát. Không là cứ ở trong ngục là bọn nó quánh nho, thì là nhà không được yên. Đi xem chỗ nào cũng nhìn thấy ma quỷ, nhà có bốn góc có bốn con quỷ nó ngồi ở đấy. Thế là hết làm then lần này không khỏi lại làm lần khác, cứ như thế bại sản, khuynh ra bại sản, con cháu thì đứa thì nghiện ngập, đứa thì bảo không nghe, chơi bời chích hút, đứa thì cờ bạc, đứa thì giai gái.
đấy. Còn dám mở mồm ra là không nên đi đình chùa, sau này về điên. Cháu mà ở chỗ mặt mấy đứa kia tao phải vả cho mỗi đứa một cái. Đấy, nhà không yên thì phải đi lễ, để lấy lễ lên về cửa thiên đình, về cửa dưới địa phủ, để cho các quan các ngài người ta độ cho cái âm vong nhà mình, để cho cái âm vong nhà mình nó được yên, được ổn, nó không bị các vong tà quấy phá nó nữa. Còn lúc mình có công có việc thì đương nhiên là mình mời thì các quan thổ công thổ địa là người ta, các quan cai quản ở dưới ngục người ta vẫn thả cho cái vong ấy về. Về nhưng mà về nó chỉ có thời gian thôi, xong lại phải đi chịu tội. Thế thì bây giờ mình phải năng đi cầu siêu, năng đi lễ để xin Phật rồi các quan các ngài ở dưới âm phủ địa phủ mới độ cho các cái vong linh hồn nhà mình mới được, mới được tháo mở, mới được xá tội. Giống như ở trên trần gian mình ấy, đi tù phải lấy tiền đi để đút lót các quan ấy, không là để giảm án ấy, giảm hình phạt ấy. Thôi nhá, nay chia sẻ đến đây thôi. Chúc tất cả đều thông minh. Từ giờ ai có nghiệp nặng thì năng đi mà năng đi đền chùa mà tu mà lễ. Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu đền chùa, thứ ba mới tu ở ngoài chợ. Ra ngoài chợ nhìn thấy những người ăn mày ăn xin thì cố gắng mà thả cho người ta ít nhiều, cho người ta để lấy cái lộc, lấy cái phúc cho con cái của mình sau này. Đi đến đền, đến chùa để công đức đền chùa Phật Thánh, để các quan độ cho được khỏe mạnh bình an. Giàu sang thì là do từng số từng phận, do cái nghiệp, do cái phúc của ông bà mình để lại. Chứ có người cứ vừa bảo ui rồi em vừa làm lễ, em làm lễ rồi mà tiền tiêu chả có gì, mà ô cứ làm lễ là xong đâu, làm lễ mình còn phải tu chứ, tu để lấy phúc lấy phần nhé. Đây tu 10 năm rồi nhưng mà đã có tiền tiêu đâu, vẫn còn đang thiếu tiền trầm trọng, đang nghèo khổ sở này. Nhưng được cái khỏe mạnh, gia đình yên ấm, không còn cãi nhau chửi nhau như ngày xưa nữa, không còn thích trai, không còn bồ bịch. Thế là gia đình được tạm ổn. Nghiệp nặng thì mình